Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung mà chưa kịp đăng ký kênh, các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một nút like để cho các video test và báo giá sản phẩm hàng về như thế này đến được với nhiều các bác chơi audio trên toàn quốc. Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Và trước mặt các bác là một cái mẫu loa mà vừa về tại shop Kiên Trung ngày hôm nay. Một mẫu loa mà được đánh giá nghe Bolero rất là tốt luôn. Pioneer SI7, đây là một trong những cái dòng loa mà được đánh giá rất cao với cái tầm dưới 10 triệu và cái âm sắc của nó nghe Bolero thì thật là tuyệt vời luôn. Ba cặp loa về ngày hôm nay thì được tuyển chọn và đẹp xuất sắc. Trước đây những cặp loa như thế này thì giá thì phải trên 10 triệu. Nhưng thời gian gần đây thì shop Kiên Trung cũng khai thác được rất nhiều cái nguồn hàng mà giá nó rất là tốt luôn. Em xin báo giá luôn, cặp loa Pioneer SI7. Hôm nay shop em về có 3 cặp, đều là hàng đẹp xuất sắc và hàng tuyển chọn zin tuyệt đối từ căng lưới, từ thành quách. Rất là đẹp luôn. Giá thì rất là mềm mại luôn các bác nhá. Loa thì có chiều cao là 80 cm, chiều rộng là 36, chiều sâu là 34 cm cả lưới. Loa thì có sở hữu một cái bát 25 màng giấy, gân mút thì đã mục rồi, thì giúp em sẽ thay gân mút vào. Một con trung 14 cm và đặc biệt là một con chép điện, một con chép điện của hãng Pioneer cực kỳ đẹp luôn. Loa thì đẹp mộng mị, thùng thùng xi bóng các bác nhá, thùng xi bóng vân gỗ bóng nhảy luôn, chưa có lau chùi gì cả. Đây em vừa mới khui ra đây, chưa lau chùi gì cả mà nó đã đẹp như thế này rồi. Nguyên bụi các bác nhá, nguyên bụi luôn. Ba cặp đẹp như nhau luôn, như ba nàng tiên luôn, cực kỳ đẹp mắt luôn các bác ạ. Pioneer SI7. Em quay đặt tiền trước để các bác ngắm đã. Cực kỳ đẹp luôn, thùng bóng nhảy luôn. Hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc. Một bát 25, một trung 14 cm và một con chép điện. Với những cái cặp loa như thế này thì nghe Bolero ghép vào những con âm ly như 7800 Pioneer, 7800, 7800 25 mã, 8800 25 mã, hoặc là những con âm ly 7900, hoặc là những con Sansui có công suất tầm khoảng từ 150W trở lên thì nghe tuyệt vời luôn. Với cái tầm giá là dưới 10 triệu đồng. Thế nhưng mà ngày hôm nay tại shop Kiên Trung bán giao lưu với các bác những cặp loa như này với giá cực kỳ ưu đãi luôn, cực kỳ tốt luôn. Chưa bao giờ có những cái giá mà hàng đẹp như thế này mà lại dưới có cái giá dưới 8 triệu đồng cả. Hoàn thiện thay gân cho các bác cặp loa Pioneer SI7 shop Kiên Trung giao lưu với các bác chỉ có 7,8 triệu đồng. 7,8 triệu đồng cho cặp loa đẹp xuất sắc. Các bác cứ nhìn đây, em sẽ quay cho bác xem đằng sau. Cực kỳ đẹp luôn, đây, những cái loa thì là có trở kháng 6,3 ohm, công suất là 150W một chiếc. Thùng loa đẹp mộng mị luôn, chưa sờ pha tuốt tát gì cả, chưa lau chùi gì cả. Và nó đẹp như thế này rồi các bác nhé, cực kỳ đẹp mắt luôn, ba cặp đẹp như nhau luôn. Ba cặp đẹp như nhau luôn. Còn nguyên bụi tây luôn này. Các bác nhìn ở đây, nguyên bụi này. Đây là mấy gọi là nguyên bụi này. Để em lấy nét lên nữa. Đây. Nguyên bụi tây luôn. Đẹp mộng mị luôn. Hoàn thiện cặp loa như thế này chỉ có giá 7,8 triệu đồng. Em quay đằng sau. Các cái hậu loa cực kỳ đẹp mắt luôn. Loa thì có vế phải và vế trái các bác nhé. Đây, L và R. Rất là đẹp luôn. Bác nào lấy những cặp loa như thế này thì sẽ đặt cọc cho bên em 1 triệu đồng thì bên em sẽ đi thay gân. Và sau đó chụp ảnh chi tiết cho các bác. Nói chung ba cặp này thì đẹp như nhau rồi, không có điểm chê rồi. Đây, các cái gông kiềng của nó các bác nhìn này, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn.
Cặp loa này thì có công suất là 150W. Các bác vì dòng này là dòng chép điện nên là các bác hạn chế hát. Em nói là hạn chế hát, tuy nhiên vẫn có thể hát được nếu các bác cứ chỉnh các cái bộ dàn âm thanh của nhà mình để cho nó không rú rít ở cái tiếng mic thì vẫn có thể hát được trong cái khuôn viên gia đình nhà mình. Đó. Nhưng mà hạn chế hát các bác nhá, vì hát vào những đôi loa này thì nó hơi phí. Ba cặp loa Pioneer FI7 giá chỉ có 7,8 triệu đồng, đẹp xuất sắc luôn. Lưới nhựa đây, các bác nhìn xem này, lưới nhựa không một lỗ thủng nào luôn, lưới zin tuyệt đối các bác nhá. Đó. Tem mác đầy đủ, lưới nhựa vẫn nguyên bụi. Lưới này thì các bác giặt thoải mái luôn. Chưa bao giờ có cái cặp Y7 mà đẹp xuất sắc như thế này mà giá chỉ có 7,8 triệu đồng. Và có một cặp loa thì về ngày hôm nay cũng của hãng Pioneer. Dòng này thì là dòng cũng là được rất nhiều các bác chơi loa Pioneer, nghe Boro loa cổ thì rất là thích đây. Đó là cặp Pioneer CS700. Dòng này thì là các bác nhìn này, dòng này là CS700 thì là lưới cước này, khuôn tranh kép này, đấy, khuôn tranh kép, thùng gỗ lạng, có chiều cao là 68, chiều rộng là 38 và chiều sâu là 34 cm. Đấy, loa thì sở hữu ôm bát 30. Cặp này về thì lưới vẫn còn khá là đẹp luôn, lưới cước này. Rất là đẹp luôn. Cặp này hôm nay về thì Quang nhìn thấy có điều gì khác lạ không? Cái dòng này thì tất cả các màu bát, màu chung là nó đều là màu vàng và vàng FB. Thì tuy nhiên thì anh Tây trong quá trình sử dụng, anh Nhật thì anh chắc là anh ấy xem phong thủy, anh lại sơn cái cặp loa này màng đấy, màng đen các bác nhá. Màng giấy gân vải vẫn còn nhìn rõ chữ FB này. Đã. Vẫn còn nhìn rõ chữ FB. Nhưng mà anh sơn cái sơn đen lên cái màu màng vàng các bác nhá. Đó. Loa thì đẹp. Bác nào mà hợp phong thủy với cái màu đen, cái màng đen thì các bác xài cái cặp loa này. Giá cực kỳ tốt luôn. Rẻ hơn thị trường tầm khoảng 4 triệu đồng. Mà nó chỉ có là màu thôi các bác nhá, màu vàng thôi, màu vàng của loa chung và loa chép thôi. À của loa bát và loa chung thôi. Còn chép thì nó vẫn là chép kèn 6 lỗ thôi. Một bát 30 màng FB màng 8 lỗ. Đó. 8 lỗ, cái dòng này là đúng đời rồi. Hai tinh chỉnh cho hai giải mic và giải chép. Loa thì thùng vách đẹp nguyên bản. Đấy. Chưa lau chùi gì cả nhé các bác nhé, chưa lau chùi gì. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Nguyên bản mộc đây. Đó. Bình thường những cặp này thì shop em đang bán tùy từng cặp, giá 11 triệu. Rồi cũng có cặp thì hơn. Nhưng mà cặp này hôm nay về thì để giao lưu với các bác với giá rất là tốt luôn. Rẻ hơn được 4 triệu đồng. Giá 7 triệu đồng cho cặp loa này. 7 triệu đồng cho cặp loa Pioneer CS700 màng FB nhá. Dòng loa cổ. Con này thì ghép vào những cái con âm ly mà receiver thì quá tuyệt vời luôn. Hoặc là những cái con như em nói 7800 bắc đôi rất là hay luôn. Rẻ hơn thị trường, rẻ hơn những cái cặp mà màng nguyên bản của đó là màng vàng nhá. Rẻ hơn 4 triệu đồng. Đây là một cái minh chứng để cho thấy rằng là này, cái màu sắc của loa nhiều khi là nó chỉ cái màu thôi mà nó đã chênh nhau tiền rồi các bác nhá. Nếu bác nào không quá quan trọng về cái chuyện là màng nó thế nào, đấy, màng nó màu gì nhá, em nói là màu thôi nhá, còn tất cả là nguyên zin tuyệt đối luôn, kể cả cái chữ FB đây cũng còn đây này, đấy, chữ FB này vẫn còn cái chữ FB này, các bác nhìn thấy chưa, vẫn còn cái chữ FB này đó, thì các bác xài cặp này
Còn các bác nào mà muốn là xài màu vàng thì em cũng có 11 triệu đồng. Đẹp, xuất sắc luôn. Trên đây là mấy cặp loa mà hôm nay shop em vừa mới về. Và trời mưa gió Hà Nội thì khui ra thì cũng chỉ được như thế này thôi. Thì em lên sóng nhanh để báo giá với các bác. Tất cả giá trên thì không bao gồm phí vận chuyển. Với những cặp loa như thế này các bác cọc cho Kim Trung 1 triệu đồng, shop em sẽ gửi đến tận tay các bác. Các bác được quyền kiểm tra sản phẩm của mình trước khi trả lốt số tiền còn lại. Video của ngày hôm nay shop em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.